Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Quang Thế Web ha. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái deal cực kỳ hot trong cái chương trình Black Friday ngày hôm nay. Thì nó chỉ diễn ra còn lại có một tuần lễ cuối cùng nữa thôi và đợt này nếu các bạn đang có nhu cầu mua hosting, mua tên miền hoặc là chúng ta mua những cái team hay là tất cả những cái công cụ để chúng ta làm website, làm marketing thì đợt này là trong những chương trình cực kỳ hot để các bạn có thể đăng ký được ha các bạn ha và mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái deal cực kỳ hot chỉ diễn ra còn lại 7 ngày nữa thôi. Các bạn hãy tham khảo thử nhé. Ok, chúng ta xem thôi còn một tuần nữa thôi là cái chương trình này đã kết thúc rồi và đợt này nếu các bạn có nhu cầu mua hosting và tên miền để chúng ta làm website trong dự định tương lai hoặc là chúng ta muốn gia hạn thì đợt này các bạn hãy nhanh chóng tại vì nó đang giảm giá từ 60 tới 80 phần các bạn ha các bạn hãy nhanh chóng chúng ta mua một cái gói host chúng ta đăng ký tên miền trong đợt này nó rất là rẻ ha các bạn đây là cái dịp Black Friday lớn nhất trong năm Ha, chỉ có một năm nó chỉ có một vài ngày để nó giảm giá chương trình này thôi và mình sẽ giới thiệu cho các bạn vài cái chương trình ở phía dưới mình đã để đường link cho các bạn bấm vào để các bạn mua được cái phần à, chương trình khuyến mãi giảm giá sắp rồi các bạn cứ click vào từng phần ở phía dưới để các bạn có thể mua được những cái gói deal tốt nhất ha. Rất là nhiều cái đơn vị họ đang có chương trình giảm giá ha. Ví dụ như các bạn mở một trong những cái phần này, hiện tại thì bên AZDG của Việt Nam họ đã giảm giá lên tới là 40% ha các bạn ha. Tất cả các gói của họ giảm giá lên tới 40%. Ha các bạn chỉ cần à click vào cái đường link của mình mua và chúng ta nhập cái mã giảm giá này là vào là các bạn sẽ có được một cái phần mã giảm giá cực kỳ sốc giảm tới 40% ha các bạn ha. Rồi còn rất là nhiều cái đơn vị họ giảm giá sốc nữa các bạn, đặc biệt là bên Tino. Thì ở đây mình đã để tất cả những danh sách rồi. À, các bạn chỉ cần click vào để các bạn tham khảo các bạn mua. Rồi bên Tino họ đang giảm giá chương trình tới 65%. À tất cả những cái gói web hosting của cái thằng gói là EB IC những cái gói này đang có chương trình giảm giá rất là sâu và 60% các bạn ha. Khi các bạn kích vào đây các bạn mua thì mình sẽ để cái mã giảm giá phía dưới để cho các bạn được giảm giá tới 50% các bạn. Rồi ngoài ra ở Việt Nam chúng ta có cái INET các bạn. INET Hiện tại chương trình của iNet đang giảm giá rất là sốc ha Giảm giá tới phần à, giảm giá tới 70% iNet là một trong những cái đơn vị giảm giá tốt nhất Tại thời điểm hiện tại last sale của cái hosting Việt Nam họ giảm giá tới 70% ha các bạn ha Khi mà các bạn click vào các bạn mua thì tất cả những cái giá trên hosting ở trên này Họ đã đều giảm giá hết rồi ha Một cái web hosting à, trước đây chúng ta mua rất là cao và bây giờ nó chỉ còn lại chỉ có là 8.000 đồng trên một tháng thôi các bạn ha rồi trước đây mình mua cái gói này tới 150 nghìn Hôm nay nó chỉ còn lại tới 44 nghìn thôi à, Rất là rẻ các bạn hãy nhanh chóng trong đợt này để mua được những cái gói hosting cực kỳ sốc để chúng ta làm website hả các bạn ha Rồi ngoài ra những chương trình hosting của nước ngoài là hostinger, hot hoặc là vết à, họ cũng giảm giá cực kỳ sốc thôi các bạn đây Hostinger thì họ đang có chương trình giảm giá tới 65% à, Có cái giảm tới 75% ha các bạn ha Điều kiện là các bạn phải đăng ký một năm thì họ mới giảm giá được cho các bạn nha Rồi tất cả những cái đường link giảm giá mình để phía dưới hết rồi Một tháng chúng ta chỉ mất có 1.4 đô la thôi Mà chúng ta mua được một cái gói hosting tới 10 g À các bạn bấm vào đây các bạn xem 1.4 đô la tương ứng với lại à, Mình lấy 1.4 mình nhân cho 25 luôn nè À, chỉ có 35.000 thôi nhưng mà chúng ta mua được một cái gói tới 10 g ha các bạn đợt này mà các bạn không mua thì hết chương trình của Black Friday nó sẽ quay trở về cái phần à, giá gốc của nó thì nó giá cực kỳ cao nha các bạn nha ok đó là những cái chương trình giảm giá về hosting và tên miền ha các bạn ngoài ra còn rất là nhiều chương trình khuyến mãi khác ở những cái kênh khác ví dụ Team Forex ha các bạn ha thì cái thằng Lasom này trước đây nó tới 59 đô la và ngày hôm nay chúng ta chỉ mua nó với lại 39 đô la thôi ha các bạn Tất cả các team nó đều giảm giá rất là sâu ở trên này À, rất là sâu ở trên này, các bạn chỉ cần đăng ký và chúng ta mua thông qua cái đường link của mình thì các bạn sẽ được giảm giá ngay lập tức nha các bạn. Đặc biệt là trên cái trang web của mình, tất cả những cái login và những cái thêm chính hãng này mình đều giảm giá 50%. Các bạn mua sau đó các bạn sẽ nhập mã giảm giá là à, các bạn chỉ cần đăng ký và sau đó các bạn nhập mã giảm giá là Văn Thế Web thôi các bạn ha. Các bạn nhập ngay mã giảm giá Văn Thế Web thì tất cả những chương trình này đều được giảm cho các bạn 50% ha các bạn giảm giá tới 50% các bạn đăng ký chỉ còn lại 50% thôi trong đợt này các bạn có nhu cầu chúng ta mua thì hãy nhanh chóng để chúng ta tậu được những cái phần thêm những cái phần login chính hãng để chúng ta sử dụng cho cái tương lai của chúng ta áp dụng vào website của chúng ta ha các bạn ha rồi đó là tất cả những chương trình khuyến mãi về hot tên miền cũng như thêm wordpress à mình đã chia sẻ với các bạn để cho đợt này các bạn xem thấy được cái video này các bạn không bỏ lỡ cơ hội để chúng ta đăng ký được những cái chương trình nó cực kỳ thơm hơn các bạn ha rồi ngày hôm qua mình cũng tranh thủ mình mua được một loạt những cái theme mà chuẩn bị sắp tới mình làm những cái website hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn ví dụ như theme organic nè rồi thêm booking hotel nè là đặt hàng nè rồi thêm làm app nè bán những cái sản phẩm thương mại nè rồi cái này chúng ta dùng để bán những sản phẩm số nè bán sản phẩm khoa học nè cho thuê xe nè rồi bán những cái tài khoản nè À, chúng ta bán à, bất động sản rồi bán tiếp thị liên kết hoặc là chúng ta làm những cái chương trình khác thì à, ngày hôm qua mình đã đăng ký một lọt những cái mẫu thêm như thế này rồi để sắp tới mình ra những cái chương trình cho các bạn ha Và tất cả những cái đường link phía dưới mình đã để cho các bạn rồi các bạn chỉ cần click vào chúng ta đăng ký hãy ngay lập tức chúng ta đăng ký thôi các bạn ha chương trình nó chỉ diễn ra còn một tuần lễ cuối cùng nữa thôi Đợt last Friday này là giảm giá cực kỳ sâu thôi các bạn ha Giảm giá từ 50 tới 80% Các bạn hãy áp dụng ngay lập tức để chúng ta có được một chương trình khuyến mãi tuyệt vời Ok, xin chúc các bạn mua được những cái deal hot Xin chào, xin gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo Xin cảm ơn